bể chứ cái điếc nó cũng không bể, bị gì nó không hình không tướng không sắc không màu, không ai làm cho nó chết được. Tất cả tiếng gì đều nhận ra cái biết, sống ngay cái biết, thở vô biết, thở vô thở ra biết, thở ra tu dễ ợt như vậy đó, không có bắt làm gì khó khăn hết. Còn thở thì còn tu, biết thở thì thành Phật, chắc chắn 100%, không nghi ngờ gì hết. Nếu tôi nói sai, không đúng chân lý, không kết quả thì tôi xin đã vào địa ngục. Kính thưa quý vị, tiếp theo hai câu nữa là gió giông thì cội cây rung, phương xa có vật thu chung lặng nào. Hai cây này cũng là ở trong sách giảng Đức Thầy viết 1939 tại Tổ Địch. Gió giông thì cội cây rung, đó là tỷ dụ đó, nó thực tế. Miễn có gió có giông thì cái cây nó phải rung thôi, chứ không là sao không rung được. Là đại ý, cũng như là phương xa có vật thì mình ở đây cũng không có thung dung được, mà nó cũng ảnh hưởng liên hệ với nhau. Thì cái câu đó nó đã thực tế, nó đã rõ ràng luôn đó. Hiện giờ ở bên Liên Xô với Ukraine đó, nó đánh với nhau hôm dài, rồi bây giờ thằng Liên Xô nó nổi khùng luôn rồi. Nó liền bơm, nó bắn tên lửa vào cái chỗ dân cư không à, nó không cần tới chỗ quân đội luôn. Nó làm cho các nước đó đều bị di tản, bị đói khát, hơn 2 tỷ người luôn. Tôi hỏi chứ cả thế giới này có 8 tỷ à, và bây giờ nó bị khổ bị đói hơn 2 tỷ người, rồi giờ ai nuôi cái đất đó cho nó, rồi đây phải chết đói hết á, làm sao mà có cái lực lượng nào mà nuôi nổi 2 tỷ người. Vì vậy mà ở đây là cái chết tới nơi đó, và mỗi ngày nó liền bơm với nhau, nó đoán với nhau đó, chết hàng mấy triệu người luôn. Rồi bây giờ phương xa có giặc thung dung lặng nào, bây giờ mình nói phương xa có giặc rồi bây giờ mình có thung dung được không? Hay là một ngày nào đó nó tới mình, cái câu đó coi chừng đó nha. Thầy nói như vậy đó, bây giờ ráng tu là vừa đó nha. Chứ giờ mê danh mê lợi rồi cứ lo tạo nghiệp tội lỗi hoài đó, tới chừng đó chết tu không kịp đó. Bây giờ nhất là mình có danh lợi, nên đem danh lợi đó ra giúp đời, đem danh lợi đó hiến vào Phật Pháp để tu hành, thì chắc chắn sau này mình được công cao quả dày, mình được tốt đẹp, được danh dự và được sống còn dự hội lâm qua. Còn trái lại, mê danh mê lợi mà tạo tội lỗi thì rồi đây sẽ tiêu diệt, không còn thích nào cứu vãn được. Đức Thầy đã lên án rồi, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt đó. Cái câu đó nó đã rõ ràng và minh bạch, thì bây giờ không ai chối cãi được. Mà chỉ còn một điều, muốn khỏi tiêu diệt, muốn được sống còn, muốn được an vui hạnh phúc là ráng tu, ráng giữ cái biết này. Dù giặc có đánh đi nữa, đánh cái xác chứ không đánh được cái biết. Dù đất lở trời long hay là sụp quả địa cầu bể nát đi nữa, thì cái thân nó bể chứ cái biết nó cũng không bể, bị gì nó không hình không tướng không sắc không màu, không ai làm cho nó chết được. Tất cả tiếng gì đều nhận ra cái biết, sống ngay cái biết, thở vô biết, thở vô thở ra biết, thở ra tu dễ ợt như vậy đó, không có bắt làm gì khó khăn hết. Còn thở thì còn tu, biết thở thì thành Phật, chắc chắn 100%, không nghi ngờ gì hết. Nếu tôi nói sai, không đúng chân lý, không kết quả thì tôi xin đã vào địa ngục, chắc chắn là như vậy. Quý vị cứ làm sẽ kết quả, không nghi ngờ gì hết. Qua đề tài kế tiếp tôi trình bày đến đây kết thúc. Bây giờ thì trong lúc chờ đợi chưa có đề tài hỏi thì thôi tôi cũng trao đổi thêm cùng quý vị một vài cái ý để mình trợ duyên nhau trên bước đường tu học. Bây giờ mình tạm ví dụ đi, nghe không? Bây giờ một cái người ăn trộm, cái bữa đó đó, một cái ông là thiền sư, rồi ông đi dọc đường thì gặp trời lạnh đó, nhất là ở nước Trung Hoa đó, nó lạnh dữ lắm, thành ra nhà thì người ta rào rồi hết, không có chỗ vô, ông không có nơi nương tựa, ông đứng ngoài hàng rào, thì gặp cái thằng ăn trộm nó đi ngang. Nó nói bây giờ nếu ông đứng đây thì trời lạnh đêm nay ông chết, thôi bây giờ ông về theo tôi thì đêm nay tôi sẽ cứu cho ông sống. Nhưng mà có một điều, tôi là thằng ăn trộm mà ông là thiền sư, ông theo tôi sẽ mất danh dự của ông, mà ông bị gì mình thiền sư mà đi theo thằng ăn trộm. Thì ông thiền sư ông nói hoàn cảnh của tôi bây giờ thì chỉ còn cái chết là hơn thôi, miễn cứu cho tôi sống thì được rồi, tôi không cần danh dự thiền sư hay là gì nữa hết á.
miễn ông cứu tôi là tôi mang ơn ông hà. Thì lúc bây giờ cái ông cậu mới dắt ông thiền sư về nhà đó, rồi ông mới đốt lửa cho ông này hơ, nấu cơm rồi cho ông thiền sư ăn. Ăn rồi xong cái tới khuya đó thì ông lo mùng chiếu rồi cho ông thiền sư ngủ, bắt đầu ông sửa sạn ra đi. Thì ông thiền sư ông hỏi, ủa đi đâu mà nửa đêm chú đi? Ông nói thì cái nghề của tôi phải đi chứ sao, tức là ông biết ông này đi ăn trộm. Cái ông này ông ngủ rồi tới sáng cái ông kêu về. Vậy ông hỏi sao đêm nay là ông có thể nào? Ông nói ta thức hết trơn, ta không có ngủ, rồi tôi đi tôi không có làm sao mà đào mà vô nhà ta được, rồi cuối cùng về không. Ông nói như vậy làm sao sống được? Ông nói không sao, bữa nay tôi còn gạo nuôi ông được thì tôi nấu cơm cho ông ăn để mình mời tôi đi nữa. Rồi ông đi đào như vậy thất bại luôn 3-4 đêm, đêm nào cũng không được gì trơn á. Cái ông mới thiền sư ông hỏi, ông nói giờ thất bại hoài rồi sao? Thì cái ông anh cậu nói không sao, tôi có cái quyết tâm thất bại tôi làm nữa à, không sao chứ. Thì cái đó ông thiền sư ông thỏa hồn. Ông thiền sư ông nói mình coi chừng tu mà thua thằng anh cậu, cái trí tu mình không bền nữa chừng cái dở dang cái mình thấu chí à đó. Còn cái thằng anh cậu đó nó thất bại là nó quyết đi làm nữa đó. Thì như vậy nó có cái trí bền hơn mình, nó có cái dẻo dai hơn mình. Như vậy thì bây giờ mình làm thiền sư chứ học theo thằng anh cộng đó. Cái ông mới ngồi lại nói chuyện với anh cộng. Cái ông hỏi chứ giờ lỡ vậy rồi sao chú chịu nổi? Nói không sao đâu ông, đêm này không được đêm khác tôi đi nữa, cái chí tôi là dứt khoát và làm phải làm được việc mới thôi. Thì ông thiền sư ông học được cái đó. Nói như vậy thì ta học được cái anh cộng của người rồi đó, người là sư phụ của ta rồi đó. Cái ông mới hỏi đợi thằng ăn trộm câu nữa. Ông hỏi ngươi mà đi ăn trộm vậy đó thì đi làm ăn được đó thì ngươi sống được mấy ngày? Ông nói làm ăn meo meo á được á thì sống 3 ngày, mà nếu được nhiều đấy là sống được 7 ngày. Cái ông thiền sư nói thôi ngươi ăn trộm đi thua ta rồi. Ông nói vậy rồi ông thiền sư ông trộm một đêm được nhiêu? Ông nói ta ăn trộm một lần á sống nhiều đời luôn chứ không phải suốt đời, sống ngàn đời muôn kiếp luôn, hưởng hoài không hết. Ông nói như vậy thì cái thằng trộm ông hay hơn tôi rồi, thôi giờ ông cho tôi làm đệ tử đi, ông dạy tôi cái nghề ăn trộm coi, dạy cái nghề ăn trộm của ông coi. Cái ông thiền sư ông nói cái nghề ăn trộm của ta thì không có gì đã hết trơn, trong mình của mình có ông Phật ngay đây nè, là học mà quý trên đời không có gì bằng, mà mình không biết tối ngày mình chạy theo danh theo lợi theo những cái giả không, vì vậy mà suốt đời khổ đau không có lợi ích gì hết, không kết quả gì hết. Bây giờ mình buông hết tất cả, trở về cây ông Phật của mình, đào sâu vào trong lòng mình, quay lưng lại để nhìn thấy Phật của mình thì mình sẽ trúng số, hơn trúng số luôn, đời đời không còn nghèo khổ nữa. Cái ăn trộm của tôi là như vậy đó. Thì cái ông ăn trộm này nghe vậy cái nói thôi giờ nhờ ông cho tôi quy y, tôi làm đệ tử của ông. Kể từ đó thằng ăn trộm nó bỏ nghề ăn trộm, nó quy y theo làm đệ tử của ông đi tu luôn. Thế là ông vừa nhờ thằng ăn trộm mà ông học hỏi được cái chí bền của thằng ăn trộm, mà cũng nhờ ông mà thằng ăn trộm nó ngộ được cái giá trị của cái tu hành, cho nên nó bỏ nghề ăn trộm, nó quyết chí tu theo ông luôn. Thì bây giờ nhân cái câu chuyện này, tất cả chúng ta mình nên nhận xét cho rõ ràng đó, phải quyết chí tu bền như thằng ăn trộm, và phải biết tìm cái học ngọc của mình, tìm ngay ông Phật của mình là cái tánh giác, là tánh biết, cứ sống thẳng cái tánh biết này, buông hết tất cả thì được cái kho vàng quý báu, đời đời không còn khổ nữa, không còn nghèo nữa, chắc chắn như vậy, không nghi ngờ gì hết. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện ngắn gọn này đến đây kết thúc.